Chào mừng các bạn đến với kênh Sống Tạm. Video này cập nhật cho các bạn phần thứ 94 của câu chuyện Làm vợ bác sĩ. Tiểu Tình Tình chớp chớp mắt, nghiêm mặt lại nhìn mẹ, dáng vẻ rất nghiêm túc. Mẹ, hay là mẹ ăn lòng trắng đi, Hướng Tình nhường cho mẹ ăn. Mặt mẹ dạo này nhiều mụn, chẳng trắng gì cả. Mẹ mau ăn đi, con nhường cho mẹ đó. Ăn rồi sẽ xinh đẹp. Tiểu Tình Tình vừa nói vừa không ngừng đưa miếng trứng sát miệng Hoàng Ngân. Hoàng Ngân suýt nữa thì nước mắt giàn giụa. Con gái à, con gái, sao con giống ba con thế? Điều không nên nói thì lại nói, cứ thích đâm vào vết thương lòng của người khác. Rốt cuộc là có ý gì? Phải không? Nghe chồng và con trai ở bên cạnh vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác, Hoàng Ngân cố gắng cắn một miếng trứng rồi nuốt luôn tròng đỏ, không chừa một miếng nào cho con gái. Hướng Tình Tình nuốt nước bột, vẻ mặt vô tội. Hoàng Ngân cuối cùng cũng bóc một quả khác đưa cho nó. Tình Tình, lát nữa đến trường mẫu giáo, con có khóc không? Hướng Tình gật đầu thành thật nói, chắc là có ạ. Lúc nói lời này, trong đôi mắt to tròn long lanh của cô bé không có một chút xấu hổ nào. Con đã đi học mẫu giáo rồi sao vẫn còn khóc? Con nhìn các bạn khác trong lớp xem, bạn nào cũng ngoan, chỉ có mình con là khóc. Con không xấu hổ à? Nếu con còn khóc nữa, mẹ sẽ bị mất mặt đấy. Nhưng mà Tình Tình vẫn sẽ khóc. Hướng Tình vô cùng kiên quyết. Cuối cùng nó nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi Hoàng Ngân. Nhưng mà nếu con khóc thì mặt của mẹ sẽ biến mất thật à? Hoàng Ngân gật đầu. Sẽ biến mất thật. Được ạ. Vậy thì lần sau không dám khóc nữa. Con không muốn mặt của mẹ bị biến mất đâu. Thế thì đáng sợ lắm. Kết quả con gái bảo bối của cô quả thật không còn khóc trên lớp học nữa. Hoàng Ngân tự nhận thấy chiêu này khá hay. Vũ Quỳnh 3 tuổi, cô bé có mái tóc như chó gặm, đang nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương chạy từ ngoài vào. Anh Hướng Dương, anh Hướng Dương. Lúc Tam công chúa không vui, trong lòng chỉ có anh Hướng Dương thôi. Hướng Dương đang làm bài tập trong phòng, nghe tiếng gọi của Tam công chúa, vội vàng vứt bút xuống, lạch bạch chạy xuống lầu. Sao thế? Sao lại khóc? Hướng Dương ôm Vũ Quỳnh mềm mại lên. Tuy cậu mới 13 tuổi nhưng thân hình đã cao ráo rắn rỏi so với các bạn bè cùng trang lứa. Dù sao thì cũng có gen tốt sẵn rồi. Khuôn mặt đẹp trai so với ba của cậu thì chỉ có hơn chứ không kém. Còn tiểu công chúa trong lòng, tuy kiểu tóc không được coi là đẹp nhưng khuôn mặt đáng yêu, giống như một tinh linh trốn trong rừng sâu, thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Đáng yêu đến mức không giống người phàm. Nói cho anh, sao em khóc? Hướng Dương lại hỏi, nắm chặt tay cô bé lau nước mắt trên má. Má của cô bé cực mềm, da trắng sứ lúc này còn hơi hồng, vô cùng xinh đẹp. Tóc em xấu quá làm thế nào đây? Các bạn ở lớp mầm non cứ cười em. Hướng Dương xoa đầu cô bé, dối lòng an ủi. Anh có thấy xấu đâu, nhìn cũng đẹp mà. Các bạn nói nhìn giống bị chó gặm. Cô nhóc nói xong thì càng khóc to hơn. Được rồi, đừng khóc nữa. Hay là anh cắt sữa lại cho em nhé. Hướng Dương to gan đề nghị. Thật không ạ? Được ạ. Được ạ. À. Cô nhóc vội vàng gật đầu vui mừng khôn xiết, thoáng chốc đã hết khóc, cảm giác cũng bình ổn trở lại.
Vậy em ngoan ngoãn ngồi đây, anh đi lấy kéo. Hướng Dương đặt cô bé lên ghế sofa ngồi, rồi vào tìm kéo trong ngăn tủ. Sau đó đi vào phòng bếp, lấy cái tạp dề của mẹ, buộc cẩn thận cho em gái. Được rồi, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không được cử động, nếu không sẽ phải cắt phải tai của em đó. Vâng, Tiểu Quỳnh không động đậy đâu. Cô nhóc để hai tay sau lưng, ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Quả thật, cô bé tin tưởng 100% anh trai mình. Xoẹt, xoẹt, kéo cắt qua chỗ tóc mái mềm của cô bé. Tóc đen cắt rơi xuống thành đống nhỏ. Cô bé vô cùng hài lòng. Còn Hướng Dương, sau khi cắt một vòng thì phát hiện cũng không khác lúc trước là bao, nhìn vẫn giống như chó gặm. Cậu lại không hài lòng, lại cắt tiếp, lại một vòng, hình như vẫn còn chưa đẹp, lại cắt. Mãi đến khi tóc của Vũ Quỳnh sát đến da đầu của cô bé, lúc này mới coi như xong. Cuối cùng thì cũng không giống chó gặm nữa. Nhưng mà Hướng Dương nhìn cứ cảm thấy nó kỳ quái sao ấy. Kiểu tóc này giống như ở giữa không có tóc vậy, quá xấu. Cậu hơi ngại ngùng cầm gương dơ ra cho Tiểu Quỳnh xem. Cái đó em xem. Vũ Quỳnh xoay vào gương, chớp chớp mắt rất lâu không nói gì. Lúc Hướng Dương tưởng cô bé sẽ lại khóc thì đột nhiên cô bé hớn hở cười tươi. Như này nhìn buồn cười quá. Hướng Dương khẽ thở phào, cũng hơi áy náy với Vũ Quỳnh. Có điều nó không khóc là tốt nhất rồi. Giơ tay ra ôm lấy nó rồi nói: Đi chơi đi, anh đi làm bài tập đây. Vâng ạ. Tâm trạng cô nhóc tốt hẳn lên. Ngày hôm sau nữa, Vũ Quỳnh đi học với kiểu tóc vô cùng kỳ lạ đó, nhưng không ngờ vẫn bị các bạn ở lớp cười. Hơn nữa, còn bị cười ác hơn cả hôm qua. Có mấy bạn còn không kiềm chế được mà cười bò ra đất. Nhưng lần này, Vũ Quỳnh không khóc, cũng không nổi cáu với bọn họ. Tâm trạng cô vô cùng bình tĩnh, ném cặp sách lên bàn, khịt mũi khinh người nói: Đám ngốc các cậu căn bản chẳng hiểu thế nào là sanh điệu. Trong lòng Vũ Quỳnh thì những gì thuộc về anh Hướng Dương của cô thì đều là tốt, là đẹp. Cho nên kệ các bạn cười cợt thế nào, tâm trạng cô bé vẫn vô cùng tốt. Năm đó, Vũ Quỳnh 8 tuổi, Hướng Dương 18 tuổi. Hướng Dương đã vào cấp 3, không nghi ngờ gì đã trở thành hot boy của trường. Ngũ quan đẹp, đẹp đến mức không thật hút hồn người khác. Đến cả Hoàng Ngân là mẹ cậu bé cũng nhiều lần không kiềm chế được mà si mê nhìn con trai, chứ đừng nói đến mấy cô bé nữ sinh kia. Tuy Vũ Quỳnh còn ít tuổi nhưng cũng có nhận thức mạnh mẽ về cái đẹp. Cô bé cũng sắp lên cấp 2 rồi. Tuy Hướng Tình lớn hơn Vũ Quỳnh 1 tuổi, nhưng người làm cha mẹ luôn mong con cái mình có bạn bè. Cho nên Hoàng Ngân cho Hướng Tình và Vũ Quỳnh cùng đi học. Hai đứa bé có người cùng học, cùng chơi, tốt quá. Hai cô bé học trường tiểu học thuộc trường cấp 3 của Hướng Dương. Vừa tan học đã có nhiều chị gái, bạn gái đến niềm nở với hai bé, mua nhiều đồ chơi cho chúng. Mục đích là để nhờ hai đứa bé này đưa thư tình hoặc là muốn làm thân để sau này dễ hành động. Vũ Quỳnh thì cũng tạm, còn Hướng Tình thì không vui lắm. Mỗi lần nhìn thấy những cô gái đó, Hướng Tình đều kéo Vũ Quỳnh trốn, thậm chí còn uy hiếp bọn họ. Nếu các bạn còn đáng ghét như thế nữa thì tôi sẽ đi nói cho anh trai tôi biết. Anh trai tôi sẽ không thích các cô đâu. Bạn gái của anh trai tôi chỉ có thể là Tiểu Tam Nhi thôi. Tiểu Quỳnh chớp chớp mắt. Bạn gái? Cô bé là bạn gái của anh Dương từ lúc nào chứ? Bạn gái là thứ gì? Cô bé hoàn toàn không hiểu, cứ ngây ngô đứng đấy gật đầu bừa. Đúng, tớ chính là bạn gái của anh Hướng Dương. Hả?
Nhỏ tuổi thế mà cũng là bạn gái của anh Dương á. Lời nói của Vũ Quỳnh làm cho các cô gái học cấp 3 cười bò ra. Đương nhiên chẳng có ai thực sự tin lời của cô bé. Vũ Quỳnh dù sao cũng chỉ là trẻ con. Bởi vì mối quan hệ giữa chị em nhà họ Cao rất tốt, cho nên dường như ngày nào Vũ Quỳnh cũng xuất hiện ở nhà Hoàng Ngân. Nếu có hôm nào đột nhiên không thấy đến nữa thì quả thật hơi lạ. Hoàng Ngân thực lòng coi nó như con dâu nhỏ của cô rồi. Vũ Quỳnh không hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn gọi Hoàng Ngân là mẹ Hoàng Ngân, gọi Dương Thành là ba Dương Thành. Buổi tối, Vũ Quỳnh lại chạy sang tìm anh Hướng Dương của nó. May là hai nhà ở cùng một khu, cách không xa lắm. Lúc này Hướng Dương đã ngủ rồi. Cô bé đẩy cửa phòng ngủ của Hướng Dương đi vào tự nhiên như vào phòng mình, nhẹ nhàng như mèo chui vào trong chăn của cậu, nằm vào trong lòng ngủ yên không một tiếng động. Hướng Dương đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại trong lòng. Cậu tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Tam Nhi nằm trong lòng mình rồi. Cậu kinh ngạc hỏi cô: "Sao thế?" Rồi xoay người nhìn cô bé. Cô bé nhúc nhích cơ thể mềm lại sát vào nơi ấm áp trong lòng cậu hơn nữa. Vừa nhìn thấy Dương Dương đã biết chắc là cô bé này lại không ngoan bị ba mẹ mắng đây rồi mà. Cậu vươn tay ra ôm cô bé vào lòng. "Có phải là bị mẹ mắng không? Xem em sau này còn hư không?" Rõ ràng là ba mẹ không ngoan, hung dữ với Vũ Quỳnh. Hướng Dương phì cười. "Vũ Quỳnh," cậu gọi tên cô bé. "Dạ." "Sau này nếu không muốn ngủ ở nhà thì phải sang ngủ với chị Hướng Tình, không được vào ngủ cùng anh, biết chưa?" "Em không muốn." Cô nhóc bỗng không vui, ôm chặt cánh tay của Hướng Dương, cơ thể không đồng ý cựa quậy. "Em muốn ngủ với anh Hướng Dương cơ, em muốn ngủ với anh." "Được rồi, được rồi, ngủ với anh thì ngủ với anh." Cậu sợ cô bé rồi. Vũ Quỳnh từ nhỏ đã quấn quýt cậu rồi, giống như em gái quấn quýt anh trai. Còn cậu cũng quan tâm cô em gái trong lòng này. Dù sao thì cậu cũng là anh, hơn nữa cũng lớn hơn cô bé tới 10 tuổi. Năm đó, Vũ Quỳnh 12 tuổi, Hướng Dương 22 tuổi. Cuối tuần, Vũ Quỳnh đeo cặp sau lưng, lảo đảo lao vút về phía nhà họ Cao. "Anh Hướng Dương, anh Hướng Dương, chết rồi, chết rồi, Vũ Quỳnh sắp chết rồi." Vành mắt cô đỏ hồng, không ngừng gọi tên cậu. Hướng Dương chạy từ trên tầng xuống. "Sao thế? Sao thế? Máu, 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 máu ở đâu?" Hướng Dương nhìn Vũ Quỳnh một lượt từ trên xuống dưới, cũng không thấy vết thương nào trên người cô bé cả. Vũ Quỳnh sợ sắp khóc đến nơi. "Em chảy nhiều máu lắm, nhiều máu. Ở đâu? Ở đâu?" Hướng Dương lại nhìn trái nhìn phải. Vũ Quỳnh cẩn thận kiểm tra mấy lần nhưng vẫn không phát hiện chỗ nào chảy máu. "Ở dưới." Vũ Quỳnh khóc run lên, khuôn mặt đỏ rực lên. "Ở dưới nhiều máu lắm." Cao Hướng Dương ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh, vỗ vào trán một cái. Nhìn Vũ Quỳnh trước mặt đã trưởng thành, Cao Hướng Dương cảm thấy hơi hoảng hốt. Năm ngoái, lúc Hướng Tình trưởng thành còn bị cậu cười trêu, thế mà Vũ Quỳnh trước mặt này trưởng thành, cậu bỗng cảm thấy có phần hốt hoảng và ngại ngùng. "Em đi vào nhà vệ sinh đi, sau đó cởi quần bị bẩn ra để anh đi tìm mẹ Hoàng Ngân." "Vâng." Hoàng Ngân đang phơi chăn ở sau nhà, vừa nghe thấy Hướng Dương gọi, cô vội vàng đi vào trong nhà. "Vừa rồi có phải Vũ Quỳnh vừa đến không? Sao mẹ không thấy con bé đâu?" Hoàng Ngân nhìn xung quanh không phát hiện thấy bóng dáng con dâu nhỏ đâu. "Mẹ, chuyện đó..." Hướng Dương cảm thấy khó nói. "Sao cơ?" Hoàng Ngân không hiểu.
Mẹ có băng vệ sinh không? Loại mà con gái dùng ý. Phụ huynh em ấy hình như có cái đó rồi. Mẹ vào xem giúp em ấy. Bây giờ em ấy đang khóc ghê lắm. Hoàng Ngân không nói nữa mà vội vàng quay người đi vào nhà vệ sinh. Con yêu, nào để mẹ Hoàng Ngân xem. Tiếng Hoàng Ngân từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Ôi, Tiểu Quỳnh nhà chúng ta lớn thật rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Cao Hướng Dương ở bên ngoài nghe thấy vậy, mặt đỏ tới mang tai, rồi lại nghe mẹ cậu nói: Hướng Dương. Vâng, con đây, sao ạ? À? Con mau sang nhà dì Sam một chuyến, lấy cho Tiểu Quỳnh bộ quần áo sạch sang đây. Ồ, vâng. Hướng Dương nói xong thì ra ngoài đi về phía nhà của chú Vũ Phong. Sau khi sang đến đó, cậu kể lại chuyện của Tiểu Quỳnh cho Thùy Sam nghe. Nghe xong, Thùy Sam dở khóc dở méo. Còn bé con này, dì thấy à, dì cứ đưa phát nó cho mẹ cháu làm con gái cho xong. Cả ngày không ở nhà, cứ chạy sang nhà cháu. Dì thấy trong lòng nó không có người mẹ này. Thùy Sam miệng thì phàn nàn. Vừa vào phòng, con bé lấy ra một bộ quần áo sạch. Đi, dì sang đó với cháu để xách cổ nó về. Sau đó, hai bà mẹ ở trong phòng vệ sinh thay đồ cho Vũ Quỳnh. Hướng Dương đứng chờ ở ngoài để chờ hai bà mẹ sai bảo bất cứ lúc nào. Chị Hoàng Ngân, Vũ Quỳnh nhà em cứ làm phiền nhà chị mãi, em ngại quá. Thì Sam quả thật hết cách với con gái phiền phức của mình. Em nói gì thế? Người một nhà mà. Hơn nữa, Tiểu Quỳnh còn gọi chị là mẹ. Con bé là cô dâu mà Hướng Dương nhà chị chọn. Có phải không? Công chúa Tiểu Quỳnh của mẹ. Vâng. Tiểu Quỳnh cũng không biết có nghe hiểu lời Hoàng Ngân nói xong. Nhưng cũng tự thấy vui vẻ gật đầu. Vui đến mức Hoàng Ngân và Thùy Sam cũng bật cười. Trong phòng, Vũ Quỳnh nghe không hiểu, nhưng không có nghĩa Hướng Dương ở ngoài không hiểu. Cậu cũng đã 20 tuổi rồi. Một cô nhóc nghịch ngợm 12 tuổi là vợ của cậu. Vậy thì giống như lời ba cậu nói, trâu già gặm cỏ non. Quan trọng là trước giờ cậu chỉ coi cô nhóc ấy là em gái thôi. Chứng kiến cô nhóc đó lớn lớn bảo cậu đối xử với nó như một cô gái thì hơi khó. Nên biết rằng từ trên xuống dưới của cô bé đó không có chỗ nào mà Hướng Dương cậu chưa nhìn thấy. Tình cảm giữa hai người chỉ có tình anh em, không còn gì khác. Có điều cậu cũng chẳng buồn để tâm tới lời nói của hai bà mẹ. Vốn dĩ chỉ là đùa thôi mà cậu căn bản không để ý. Năm đó, Vũ Quỳnh 15 tuổi, Hướng Dương 25 tuổi. Vũ Quỳnh, tan học chưa? Anh tớ về rồi, cậu mau về đi. Hôm đó, nhận được tin nhắn của Hướng Tình, lần đầu tiên, người luôn có thành tích học tập tốt là Vũ Quỳnh trốn học. Bởi vì, nửa năm rồi anh Hướng Dương mới về, cuối cùng cũng về rồi. Nửa năm trước, cậu được bệnh viện phái đi trợ giúp cho tiền tuyến đi liền mấy tháng trời. Mấy tháng này, người trong nhà ai cũng nhớ cậu. Vũ Quỳnh ném cặp sách, chẳng buồn ngó thêm, hưng phấn chạy sang nhà họ Cao. Cô bé bây giờ đã không còn bé bỏng như ngày trước nữa. Cô bé trổ mã, xinh đẹp, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ tự nhiên, buông xõa trên vai, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô bé, giống như tiểu tinh linh trong rừng sâu, đẹp thoát tục, làm cho người bên cạnh không kiềm chế được mà ngoái đầu lại nhìn. Hướng Tình, con chào mẹ Hoàng Ngân, con chào ba Dương Thành. Vũ Quỳnh đi bước nhanh vào, chào hỏi tất cả mọi người trong nhà một lượt, chưa gọi đến anh Hướng Dương. Không biết vì sao, chỉ nghĩ tới anh Hướng Dương thôi mà tim cô bé đã nhảy nhót
thình thịch trong lòng ngực, cho nên cô bé cũng ngại chào cậu lớn tiếng. Bước chân dừng lại ở phòng khách. Trong phòng khách, tất cả mọi người đang nhìn cô bé. Ai da, Tiểu Bình nhà ta về rồi. Nào nào, mau vào đây, anh hướng dương của con về rồi này. Hoàng Ngân chú ý đến con bé trước. Vũ Bình ngoan ngoãn mỉm cười. Con chào mẹ Hoàng Ngân. Tầm mắt cô bé bất giác rơi trên người hướng dương ở đối diện. Nửa năm không gặp, hình như càng cao hơn, đẹp trai hơn. Cậu đứng ở đó, thẳng tắp như trúc, khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời. Nhưng mà bên cạnh cậu còn có một cô gái tươi cười xinh đẹp. Cô ấy là ai? Tiểu Quỳnh, lại đây. Cao Hướng Dương vẫy tay với cô bé, sau đó chỉ vào cô gái đứng bên cạnh. Đây là bạn gái của anh, Vưu Tiên. Bạn gái? Dường như mãi đến khoảnh khắc đó, Vũ Quỳnh mới hiểu rõ ràng ý nghĩa thực sự của bạn gái là gì. Tối đó cô bé không ở lại nhà họ Cao ăn cơm. Sau lời giới thiệu đó của Hướng Dương, cô bé lễ phép chào Hoàng Ngân và Cao Dương Thành rồi chạy đi không quay đầu lại. Vũ Quỳnh 18 tuổi, Cao Hướng Dương 28 tuổi. Trong quán bar, Vũ Quỳnh trang điểm kiểu mắt khói, che đi khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp động lòng người của cô bé. Đôi mắt như vầng trăng non xinh đẹp lại dán thêm cặp lông mi dày cộp, không dám nhìn thẳng. Mắt chớp một cái, lông mi giống như hai chiếc quạt ba tiêu phe phẩy, nhìn kỳ lạ. Bình thường thì cô bé không trang điểm, nhưng hôm nay các bạn học lớp muốn vào quán bar chơi, cho nên cô cũng thuận tiện theo đuổi mốt. Vũ Quỳnh, đến lượt cậu rồi, chọn mạo hiểm hay nói thật? Vũ Quỳnh nằm bò trên bàn, ủ rũ, không có tâm trạng. Đương nhiên là chọn mạo hiểm, ai sợ ai chứ? Được đấy, thẳng tính. Cô bạn học phụ trách ra câu hỏi, vỗ vỗ lên vai cô bé. Này, nhìn bên kia kìa. Cái gì? Vũ Quỳnh chẳng có hứng thú nhìn theo tầm mắt cô ấy. Cô bé ngẩn ra. Nhìn thấy chưa? Bàn đối diện có một anh đẹp trai lạnh lùng. Không nhìn thấy. Vũ Quỳnh mắt không chớp, rời tầm mắt đi, tiếp tục nằm bò lên bàn. Thị lực kiểu gì thế? Cô gái đó kéo khuôn mặt Vũ Quỳnh nhìn sang anh chàng đẹp trai ngồi bàn đối diện. Nhìn rõ chưa? Anh chàng mặc áo khoác màu đen, anh đẹp trai nhất ấy. Cậu đi trêu anh ta đi. Đây là mạo hiểm à? Quá vô vị. Vũ Quỳnh ngẩng mắt lên, ngồi thẳng người dậy, nhạt nhẽo hỏi một câu. Nói đi, trêu thế nào? Đi xem anh ta mặc quần lót màu gì. Vũ Quỳnh trợn mắt nhìn cô ấy. Này, có cần phải chơi lớn như vậy không? Sao cậu sợ à? Sợ thì uống rượu đi. Vũ Quỳnh nhếch mắt đứng dậy từ trên ghế, khoa trương vung cánh tay. Bổn cô nương không biết sợ là gì. Nói xong cô lắc hông đi đến chỗ anh đẹp trai mặc áo khoác. Anh đẹp trai không phải ai khác, chính là anh trai tốt của Vũ Quỳnh, là bạn học cùng phòng bây giờ, bác sĩ Cao Hướng Dương. Chào anh trai. Vũ Quỳnh chống tay vào thắt lưng đứng đằng sau anh. Cao Hướng Dương nhíu chặt mày lại, miệng mỏng mí chặt, dường như đang kiềm chế cảm xúc không phát ra ngoài. Cậu đứng dậy, từ trên cao liếc nhìn Vũ Quỳnh trông như lưu manh trước mặt, ánh mắt sắc như dao, giống như có thể mổ bụng môi gan cô bất cứ lúc nào. Đôi môi mỏng gợi cảm lạnh lùng, mím chặt thành một đường, không nói gì nhưng đủ khiến người ta
không rét mà run. Người đàn ông này phảng phất có một sự quyết đoán bẩm sinh khiến người khác sợ. Nhưng Vũ Quỳnh cô vẫn cứ là cô gái không sợ chết. Cô chẳng nói gì trước mặt tất cả những người có mặt ở quán bar. Cô tháo thắt lưng quần của anh. Độ ấm áp trong mắt Cao Hướng Dương tuột xuống, bị bao phủ bởi sương mù như có thể làm đông chết Vũ Quỳnh. Nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ. Các bạn học ở bàn rượu đối diện đã thổn thức từ nãy, còn anh em bạn bè ở bàn của Cao Hướng Dương thì đang huýt sáo, nên biết rằng trên thế giới này chưa từng có người phụ nữ nào dám cởi thắt lưng quần của Cao Hướng Dương. Đây đúng là lần đầu tiên, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Cô nhóc lưu manh này đủ dứt khoát. Thắt lưng được cởi ra, bàn tay nhỏ của Vũ Quỳnh định tiếp tục bừa bãi thì đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói. Một bàn tay lớn như gọng kìm lạnh lùng giữ chặt bàn tay không an phận của cô lại, trầm giọng quát: "Vũ Tiểu Tam, em đùa hơi quá rồi đấy." Lực ngón tay anh rất mạnh làm cô đau điếng. Vũ Quỳnh nhăn mày nhưng không kêu đau, không vui vùng tay ra, rồi quay đầu đắc ý nhìn đám bạn đang ồn ào phía đối diện, xòe tay nói: "Màu đen." Sau đó chẳng liếc nhìn sắc mặt xanh mét của chàng trai đằng sau lưng, tự nhiên quay trở lại bàn ngồi. "Lợi hại!" Trên bàn rượu tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Còn Hướng Dương bên này: "Wow, bác sĩ Cao của chúng ta cũng có ngày phải kinh ngạc ha, quả thật không dám tưởng tượng." Anh em của Cao Hướng Dương cũng là bạn cùng phòng đại học của anh. Đường Tiêu đang rất hả hê vỗ vỗ vai anh nói: "Này, quả ớt nhỏ ban nãy đúng là thú vị, tì nhóc cậu có phúc đấy." Khuôn mặt đẹp trai của Cao Hướng Dương lạnh lùng liếc Đường Tiêu một cái, cảnh cáo nói: "Đừng có lém phém gì với cô ấy đấy." "Ai da, thế mà đã thích rồi à? Vậy thì cậu có lỗi với Vưu Tiên rồi đấy." "Cậu nói đi đâu đấy?" Cao Hướng Dương không vui, tránh cánh tay đang khoác lên vai. Ánh mắt theo bản năng nhìn bàn đối diện một cái, trong ánh mắt vẫn lạnh như băng. "Vũ Quỳnh, Vũ Quỳnh, anh đẹp trai kia đang nhìn cậu kia." Tần Lịch Lịch hưng phấn đẩy vai cô. Vũ Quỳnh thật sự thấy phiền, ngữ điệu cũng bất giác cao lên vài phần. "Cậu đủ chưa? Nếu cậu thích thì cậu đi mà theo đuổi." "Đi thì đi, ai sợ ai." Cô gái đó nói xong thì quả thực cầm ly rượu đế trong tay lên, đi về phía bàn của Cao Hướng Dương. "Cậu..." Vũ Quỳnh chán nản. "Tần Lịch Lịch, bạn bè kiểu gì thế?" "Chào anh, có tiện cho em số điện thoại anh không?" Tần Lịch Lịch mỉm cười, hơi nghiêng người tựa vào bên ghế hỏi Cao Hướng Dương. Cao Hướng Dương vẻ mặt lạnh lùng, đấy mí mắt cũng không buồn nhắc lên. Rất lâu sau thấy cô ta không định rời đi, anh mới hờ hững nói: "Tôi không dùng điện thoại." "Thế còn di động?" Tần Lịch Lịch không thức thời truy hỏi. "Cũng không có." "Hả?" Tần Lịch Lịch nhướng mày quay đầu đi, cười giễu. "Ô ba, chắc không phải anh vẫn còn dùng máy nhắn tin cổ lỗ sĩ đấy chứ?" Vì một câu nói đùa của Tần Lịch Lịch làm tất cả mọi người ở bàn đó đều bật cười, chỉ có Cao Hướng Dương mặt lạnh là vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên anh đứng dậy, thản nhiên quắt mắt nhìn cô gái không biết điều trước mặt. "Cô à, nghĩa bóng của tôi chính là coi thường cô. Nói như thế cô hiểu hơn rồi chứ?" Hết phần 94. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 95. Xin chào tạm biệt.